Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng cả nhà mình quay trở lại với kênh YouTube Quỳnh Tuyên Quang của em nhé các anh nhé. Hôm nay thì em Quỳnh lên với cả nhà vài mẫu họa chim trống để như nhà mình vừa chơi về nghe hót. Đấy, lên cho cả nhà một em chim trống bản đuôi xòe rất là đẹp luôn các anh nhé. Người dài này, mỏ vàng này. Chim rất là dài, chim và trường chim luôn các anh ạ. Em họa mi trống này à, em Quỳnh để mã số là 442 nhé các anh nhé. Nước lông xanh ngắt rất là đẹp chim luôn. Chim dài, người chim già rừng nhé các anh nhé. Hàng cực kỳ tố chất luôn. Chim đã hot hết rồi, bảo hành chuẩn chim trống cho anh em nhà mình. Màu lông rất là đẹp luôn ạ. Chim hiện tại đang ở Tuyên Quang và em Quỳnh có giao lưu chia sẻ cho anh em ở toàn quốc. Anh các bác nhà mình ở đâu thì em Quỳnh có ship được, nên là anh em nhà mình cứ thoải mái vô tư lựa những em họa mi trên kênh của em Quỳnh Tuyên Quang nhé. Anh trai nào mà ưng em nào thì ủng hộ em qua số điện thoại của em Quỳnh là 0983 936 899. Đấy, anh em có thể thấy nhá, em này mắt nó rất là đẹp luôn. Đầu mặt đẹp, mỏ mỏng, về mẫu hót thì em này rất là tuyệt vời luôn. Đáp ứng những cái tiêu chí đơn giản nhất như là mỏ mỏng này, lông đầu mỏng, lông ôm, chân khô, móng ngắn các anh nhé. Em này thì em Quỳnh chia sẻ cho anh em nhà mình với giá 1.600.000 các anh ạ. Em họa mi mang mã số 442, 1.600.000 nhé. Đi vào đây cho tiếng khỏi quên. Đây 1.6. Đấy. Anh trai nào mà ưng thì ủng hộ em Quỳnh. Chim thì bên em Quỳnh đã hot hết rồi, em bảo hành chuẩn chim trống cho anh em. Bảo hành chim không khàn khe và không quấy rửa các anh nhé. Mang mã số 442, bây giờ em sẽ chuyển sang em chống mang mã số 443. Dạ vâng, tiếp theo thì em Quỳnh sẽ lên với các anh nhà mình em chim chống mang mã số 443 nhá. Một em chim rất là già rừng luôn, các anh có thể thấy nhá, chân khô long luôn này các anh này. Chân rất là khô luôn. Đầu mặt bóng bộ đẹp, mỏ vàng. Mỏ mỏng lá lúa các anh nhá, mỏ cong, mỏ mỏng. Em này phần đầu này có một vết xước một tí nhá các bác nhá, không vấn đề gì. Chim đã hót rồi, khá là tĩnh chim nhá. Với em mã số 443 này khá là tĩnh này. Rồi tay của mình đuổi đuổi này. Em sẽ đuổi qua đuổi lại nó một tí nhá các anh nhá. Để cho em nó nhảy qua nhảy lại để anh em nhà mình quan sát nó dễ hơn. Em này thì em Quỳnh cũng xin phép chia sẻ cho các anh nhà mình giá 1.600.000. Đấy, em zoom gần đầu mặt cho anh em nhé. Chim trống chuẩn 100% rồi nên anh em nhà mình yên tâm. Em này la mắt rất là rộng, mắt lồi. Phần lớp lông ngực vàng rất là đẹp. Lông trên lưng xanh các anh nhé. Chân móng ok, không tật lỗi. Chim đã hót khá là ok rồi, hót nhiều lắm. Rất là mau mồm mau miệng đấy ạ. Anh em nhà mình nếu mua hàng bên em thì các anh chỉ cần cọc một ít nhận chim thanh toán nốt cũng được nhé. Nói chung là rất là dễ thôi. Phương thức mua bán bên em Quỳnh thì cực kỳ đơn giản. Có như nào thì anh em cứ alo cho em Quỳnh nhé. Số điện thoại liên hệ với em là 0983 936 899. Để em có cơ hội chia sẻ, kết nối đam mê và kết nối những em họa mi đẹp cho anh em nhà mình đúng không ạ. Đẹp lắm các anh nhé. Đấy, bây giờ em sẽ chuyển sang em họa mi tiếp theo cho các anh nhà mình lựa nhé. Dạ vâng, với em chim họa mi trống thứ 3 trên video này nhá, em mời các anh nhà mình cùng lựa này. Một em chim đầu mặt rất là đẹp luôn, nhìn khôi ngô tuấn tú lắm các anh nhá. Mỏ mỏng, lông đầu mỏng, lông rất là ôm luôn. Em chim này rất là đẹp nhá. Bên em là chim già rừng rồi các anh nhé. Dáng cao cầu cho các anh nhà mình này. Em này em Quỳnh chia sẻ cho anh em nhà mình giá 1.550.000 nhé. Anh trai nào mà hợp nhãn thì ủng hộ em Quỳnh ạ. Em này họa nét nó rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp nhá. Mắt đen nháy luôn các bác nhá. Hai họa đều cân đối và họa đóng cao. 1.550.000 cho anh em nhà mình về. Anh em gột
Ru em nó lên thành tài, ru em Quỳnh này. Lấy con khác đi. Sắp xong rồi. Số 444 kênh nhá. Em sẽ quay tổng thể để cho anh em nhà mình quan sát em nó cũng dễ hơn này. Chín rất là ok luôn kênh ạ. 1.550.000, giá hợp lý cho anh em sưu tầm về chơi, về nghe hot, hay anh em về mới chơi cũng có thể chơi những cái hàng này, vì em này nó khá là tính chim rồi. Đấy. Em họ Mi này khá là tính nhá các anh nhá. Chim đẹp lắm, màu lông các thứ rất là ok luôn. Giờ em xin phép chuyển sang em mã số 445 ạ. Em lên với các anh nhà mình mẫu Hà Mi mang mã số 445 nhé. Một em chống bản đuôi xòe đẹp lắm các anh ạ. Em đuôi xòe rất là to luôn. 1.800.000 cho anh em nhà mình nhé. Đuôi xòe to lắm ạ. Phần lông đuôi rất dày, rất dài luôn. To đẹp nha các anh nhé. Chân hồng mỏ vàng, lớp lông xanh, lông ôm các anh ạ. Bên em Quỳnh thì có ship toàn quốc, và anh em nhà mình ở đâu thì em Quỳnh cũng có thể ship nhé các anh nhé. Ship tại Tuyên Quang thì em Quỳnh ship cho các anh toàn quốc luôn. Bảo hành chuẩn chim chống 100% và bảo hành là chim không cập lỗi. Xin chào mọi người ạ.